tiết lộ thú vị về phần 2 của bộ phim truyền hình Phố Trong Làng. Phần 2 của bộ phim Làng Trong Phố sẽ chính thức lên sóng VTV1 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 31 tháng 7 năm 2023. Làng Trong Phố do đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Mai Hiền dàn dựng là phần phim. Tiếp nối của Phố Trong Làng đã lên sóng trước đó nhưng có nội dung được tiết lộ là mang tính độc lập và phát triển hoàn toàn mới, cùng với sự xuất hiện của tuyến nhân vật không có ở phần phim trước. Trong phim, khán giả sẽ được gặp lại các nhân vật Hiếu, Duy Hưng, Hoài, Trần Vân, Mến, Doãn Quốc Đam, Thường, Lệ Quyền, Đồng, Đức Hiếu và sẽ có những nhân vật mới xuất hiện xoay quanh cuộc sống của các nhân vật cũ. Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Mai Hiền chia sẻ, tuyến nhân vật công an xã của phần 1 sẽ không xuất hiện nhiều. Nhân vật duy nhất đóng vai công an xã xuất hiện trở lại là Đông, Đức Hiếu đóng, lúc này đã làm đến chức trưởng công an xã. Khác với phần 1 khi chuyện phim xoay quanh chiến sĩ công an nam, anh Tuấn đóng, trưởng công an xã Tân Xuân. Làng Trong Phố chọn hướng khai thác hành trình khởi nghiệp của các nhân vật được chi là bất hảo trước đây. Theo đó, nhân vật Mến, Doãn Quốc Đam đóng, từ một kẻ nghiện rượu đã có sự thay đổi lớn khi biết tu chí làm ăn, vun vén cuộc sống gia đình. Hay như nhân vật Hiếu từng có vào tù ra tội nhưng quyết chí lên thành phố tìm việc làm ổn định với mong ước làm lại cuộc đời. Rời làng lên thành phố lập nghiệp, cuộc sống phố thị khiến hai vợ chồng trẻ Hiếu, Hoài gặp không ít khó khăn. Hoài, Trần Vân đóng, làm công nhân may từ trước, còn với Hiếu vốn bản tính cục cằn, nóng nảy lại không có bằng cấp nên khó xin được việc làm. Cùng với câu chuyện của Hiếu và Mến, bộ phim còn đề cập đến cuộc sống của người dân lao động từ quê lên thành phố mưu sinh. Cuộc sống ở trọ với bao nỗi vất vả, thiếu thốn, thậm chí đối diện cạm bẫy nhưng bao trùm lên tất cả là tình người, sự sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Ở phần 2 này, vấn đề của các nhân vật công an xã không phải điểm mấu chốt. Chúng tôi chọn đôi vợ chồng Hiếu, Hoài vì họ có đủ điều kiện, hoàn cảnh phù hợp để viết tiếp câu chuyện. Rõ ràng, một cặp vợ chồng trẻ mới lập gia đình thì mọi thứ vẫn còn nhiều ngổn ngang. Có nhiều đất để xây dựng thêm so với cặp vợ chồng Mến, Thường hay những nhân vật khác trong phần 1. Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Mai Hiền chia sẻ. Đại diện ekip sản xuất tiết lộ, Làng Trong Phố khai thác đề tài người lao động mưu sinh. Thay vì đề cập những vấn đề nóng ở thôn quê đổi đời nhờ bán đất và đề cao hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân. Dù chỉ xuất hiện với vai thứ chính song nhân vật Mến do Doãn Quốc Đam đảm nhận gây tò mò ngay từ những hình ảnh đầu tiên giới thiệu về bộ phim Làng Trong Phố. Trên phim, nam diễn viên Thoại với chất giọng khàn đặc, nói không ra hơi. Lý giải về điều này, Doãn Quốc Đam hào hứng kể, anh là người đề xuất để nhân vật Mến có kiểu thoại đặc biệt này. Ý tưởng này bắt nguồn từ trong lần anh quay một cảnh cho bộ phim gia đình mình vui bất thình lình và thấy một người đàn ông nghiện rượu đứng bên ngoài, nói với vào vài câu với chất giọng khàn khàn. Sau này khi nhận lời đóng Làng Trong Phố vào vai một kẻ nát rượu, anh chợt nghĩ ra việc đề xuất đạo diễn để mình thoại trên phim với chất giọng không bình thường đó. Sở dĩ vậy bởi trong phim có tình tiết vợ của Mến bị sảy thai. Nhân vật này tìm đến rượu để giải sầu và trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh dẫn đến giọng nói bị thay đổi. Nam diễn viên chia sẻ thêm, để giữ được chất giọng khàn đặc biệt này suốt cả bộ phim khá là khó. Với những câu thoại dài thì anh bị đuối, tự nhiên đang nói lại trở lại giọng thật. Điều khó thứ hai là khi sử dụng giọng khàn, mỗi lần diễn cảm xúc hay đến đoạn cao trào không thể nói giọng đó nữa. Mỗi lần diễn xúc động tự dưng bị bật ra giọng thật. Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Mai Hiền bày tỏ, anh chưa bao giờ phải thất vọng mỗi khi hợp tác với Doãn Quốc Đam trong các dự án phim. Mỗi lần đóng, nam diễn viên này luôn làm tốt hơn cả yêu cầu, luôn trăn trở và có sự tìm tòi riêng về nhân vật của mình. Nhiều cảnh sau khi quay xong, đạo diễn thấy đã ổn nhưng Doãn Quốc Đam vẫn ngỏ ý xin được diễn lại.